Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Vương Mông là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Ông sinh năm 1934 ở Bắc Kinh, quê ở Nam Bì, tỉnh Hà Bắc. Hơn 60 tác phẩm của ông đã được xuất bản với nhiều thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, tập thơ, tản văn, tiểu luận, vân vân. Sáng tác của ông đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ khác nhau. Là nhà văn, không ngần ngại đi sâu vào đề tài chính trị và những vấn đề gai góc, ông luôn tìm tòi sáng tạo, khám phá thử nghiệm nhiều cách viết khác nhau. Trong truyện Sáu cây cầu trên đê mùa xuân, ông đã tâm sự: "Tôi không sao chịu đựng nổi sự lặp lại lâu dài một điệu nào đó, bất kể là người khác hay chính mình." Văn thơ của ông thấm đẫm ý chí hướng thiện, thể hiện một tâm hồn cao cả và nhân hậu. Để sống và có được các dữ liệu phục vụ sáng tác, ông đã thực hiện việc học suốt đời. Cùng bạn đọc sách xin giới thiệu trích đoạn "Tôi là học trò" trong tự truyện "Triết học nhân sinh của tôi" của Vương Mông theo bản dịch của Phạm Tú Châu. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Tôi đã tới tuổi xưa nay hiếm, song vẫn muốn tự xưng mình là học trò. Đó tuyệt nhiên không chỉ là ý nghĩa thực sự của đời người, mà còn là sự theo đuổi, sự học không có bến bờ và sự suy nghĩ không bờ bến. Một cảnh giới đời người, hiểu được vũ trụ không có nơi nào là dừng. Có điều, trong chương này tôi không chỉ nói về việc học tập, bởi vì người thầy tốt nhất là cuộc sống, trường học tốt nhất là thực tiễn. Học tập bao gồm tất cả, học là sống, học là tính cách, học là đặc điểm số 1, sở trường số 1, trí tuệ số 1, bản nguyên số 1 của con người. Học tập là một cách xây dựng, một loại tiết tháo, một loại công năng miễn dịch. Học tập là ngọn đèn trí tuệ của đời người. Học tập là xương cốt của tôi. Học tập là xương cốt của tôi. Học tập là da thịt của tôi, vật liệu và kết cấu. Học tập là tinh khí, tinh thần của tôi. Học tập là sự theo đuổi, sự phấn đấu và sứ mệnh của tôi. Học tập cũng là niềm vui, là trò chơi, là môn thể thao trí lực. Học tập là sự chống đỡ của tôi. Học tập là dinh lũy không bao giờ chiến thắng được. Học tập là tính chủ động, tính tích cực vĩnh viễn của tôi. Học tập là sự bảo đảm cho tôi không bao giờ thất bại. Học tập là sự chống đỡ anh dũng và lặng lẽ đối với tà ác. Cũng như tư tưởng là điều không thể tước đoạt, học tập cũng là điều không thể tước đoạt. Học tập khiến tôi kiên cường tới mức giao súng không thể xâm phạm. Người ta có thể vu cáo hãm hại tôi, tước đoạt và khống chế nhân thân của tôi, song không cách gì khống chế tôi đọc lầu thơ Đường, Từ Tống và thơ 14 dòng tiếng Anh trong lúc tôi nhắm mắt dưỡng thần. Người ta không cách nào cấm đoán tôi ôn lại những từ đơn trong tiếng nước ngoài, không cách nào tước đoạt sự suy nghĩ, sự hồi tưởng, phân tích, quan sát và lắng nghe của tôi. Thậm chí lắng nghe một tên ngu xuẩn thao thao bất tuyệt nói bậy nói bạ, hống hách ngang ngược, tự cho mình là đúng. Đó cũng là một cách tìm tòi và truy hỏi tính người, là một cách thể nghiệm và quan sát kinh nghiệm nhân sinh, là một cách học tập. Khi một thằng cha nào đó lên tiếng cấm ta học tập, thì hắn đã cung cấp cho ta một bài học tính người là ác rất khó kiếm. Cung cấp cho ta một vở hài kịch nhân gian rất hiếm gặp, giải đáp cho ta một vấn đề mà lâu nay ta không giải đáp được về con người có thể ngu xuẩn, xấu xa tới mức nào. Và việc kẻ ngu xuẩn và kẻ xấu một khi tạm thời nắm quyền thì chúng sẽ diễn trò buồn cười tới mức nào. Đương nhiên, ta cũng nên cố gắng lý giải tâm lý và động cơ của kẻ ngu và kẻ xấu ấy, xem chúng rốt cuộc tại sao lại tự cho mình đúng đến thế, tự vỗ ngực đắc ý đến thế, để rồi từ chúng mà được gợi mở, được cảnh giác, có được bài học. Thấy kẻ xấu, không nên chỉ nghĩ về cái xấu của hắn, mà nên tự hỏi mình, thử xem trong một điều kiện khác, mình cũng có làm những việc ngu, việc xấu như thế hay không. Hoặc giả,
mình có chỗ nào sai lầm và sơ sảnh để hắn ta hoặc mụ ta có thể thừa cơ. Học tập còn là một sự hòa giải, hòa hợp và thông hiểu giữa tôi và thế giới khách quan. Thông qua học tập, tôi phát hiện và trân trọng từng khả năng có thể ở điều kiện thực, điều động và lợi dụng mọi nhân tố tích cực, hiểu biết đầy đủ hơn về thế giới này. Đúng như nhà triết học Hà Lan Spinoza đã nói, không khóc, không cười mà phải lý giải. Trong mọi điều kiện, ta phải làm cho cuộc sống của mình được đầy đặn, hướng tới trước, có ý nghĩa, từ đó mà rũ bỏ được nỗi thất vọng, sự đau khổ và lời than thở vì phí hoài năm tháng. Chính vì thế, học tập khiến tôi lạc quan, học tập luôn khiến tôi có thu hoạch, học tập luôn khiến tôi không đến nỗi bi quan thất vọng, học tập khiến tôi khiêm tốn, khiến tôi có gan. Hơn nữa, quen với việc thường xuyên phản tỉnh, tự kiểm tra, tự ước thúc mà tôi gọi là học rồi sau đó mới biết mình còn thiếu. Nếu tự cho bản thân mình đã hoàn mỹ, không khiếm khuyết thì sẽ chặn đứng sự tất yếu phải học tập và khả năng học tập. Học tập khiến tôi không đến nỗi coi mình cao hơn người khác, tự tâng bốc, khua chiêng đánh trống cho mình, giam mình trong phòng nhỏ mà xưng vương xưng hùng. Học tập còn biểu thị sự tôn trọng và hướng tới tri thức, trí tuệ, văn hóa, văn minh nhân loại của tôi, trong đó bao gồm cả cuộc sống sinh động. Cho đến nay, tri thức của chúng ta còn rất hạn chế, lý tính của chúng ta thường sa vào cảnh khốn cùng, trí tuệ tự cho mình đúng của chúng ta thường bị hướng dẫn đi lầm lạc, dẫn tới tự lừa dối mình và dối người. Trong cuộc sống của chúng ta còn đầy rẫy những mặt chẳng ưng ý, nhưng chúng ta không thể vì thế mà vứt bỏ văn minh, vứt bỏ lý tính, vứt bỏ đời người, mà phải biết đem hết khả năng tìm kiếm viễn cảnh gần với chân lý, gần với hoàn thiện, từ văn minh đã có của nhân loại, từ trí tuệ đã có của tự thân và của nhân loại, từ đủ loại bức tranh cuộc sống sống động, từ câu chuyện của đời người và kinh nghiệm của đời người. Ví như y học, đương nhiên y học hiện nay còn xa với hoàn mỹ không thiếu sót, y học hiện nay cũng chẳng phải vạn năng, song tôi chưa tìm thấy phương pháp nào chữa bệnh tốt hơn là lợi dụng y học hiện có. Bảo không thể tin hoàn toàn lời bác sĩ, nhưng cũng không thể không tin. Nói thì dễ như trở bàn tay, nhưng nên tin gì và không nên tin gì? Tùy cơ chăng? Nhờ vận may chăng? Không tin lời bác sĩ mà tin lời không thể tin hết của người khác chăng? Thôi đi, tôi thà tin bác sĩ còn hơn tin lời tầm bậy do miệng người khác nói ra. Khoa học là như thế, ở một nước mà ngu dốt và mê tín còn tràn lan, phê phán điều không đủ tin cậy của khoa học, hơn nữa lại là lời phê phán của một số tri thức nhân văn mà kiến thức khoa học của họ vị tất đã hơn những người mù khoa học, thì tôi luôn cảm thấy đó là điều bất bình thường. Theo kinh nghiệm của tôi, chí ít thì bản thân tôi cũng thuộc về quần thể mù khoa học, mù y học khi đem so với tiêu chuẩn phát triển của khoa học y học. Vì vậy, tôi thà nể sợ khoa học còn hơn. Học tập còn khiến tôi vượt lên và siêu thoát. Học tập giúp tôi hễ gặp chuyện gì thì không chỉ quan tâm tới được mất thành bại trong một lúc, ở một nơi mà coi đó là cơ hội để học tập, là một khâu trong quá trình lâu dài của học tập. Mỗi một việc đều hỏi, kể cả tự hỏi, mỗi một việc đều học. Có thể là tôi có được sự cảm nhận lên cao nhìn xa, phong thái ung dung, có được niềm vui của sự đi quanh co một hồi rồi cũng tới chỗ sáng sủa. Học tập khiến người ta có được thái độ và sách lược lành mạnh hơn. Phê phán cũng là phê phán lành mạnh chứ không phải đại ngôn để lừa đời. Đau khổ cũng là đau khổ lành mạnh chứ không phải phản ứng kiểu nghiện ma túy. Cổ vũ cũng là cổ vũ lành mạnh chứ không phải huênh hoang, khoác lác. Thành công phải là sự thành công tỉnh táo chứ không phải như Phạm Tiến thi đỗ. Xin chú thích, Phạm Tiến là nhân vật trong Nho Lâm Ngoại Sử của Ngô Kính Tử, thi 20 lần không đỗ, đến khi đỗ thì hóa điên. Đời người là đời người sáng sủa,
là chuyến đi xa sáng sủa, chứ không phải ngoi ngóp dưới vũng nước tối đen, buồn thảm. Học tập giúp tôi có được trí tuệ, có được ánh sáng. Nếu không có được ngay tắp lự, thì ít nhất cũng xoay quanh, tiến gần và cảm nhận được trí tuệ và ánh sáng. Tôi là học trò. Giả Bình Ao có một lối nói rất nổi tiếng, đó là tự nhận tôi là nông dân. Anh nói rất chân thực, rất sát sao và cũng rất chính xác. Từ khi Giả Bình Ao đưa ra thuyết trên, tôi cứ nghĩ mãi mình có thể nói mình là gì. Cụ tổ tôi sống ở nông thôn tỉnh Hà Bắc. Sau năm 1958, tôi trước sau lao động ở nông thôn hơn 8 năm. Bản thân tôi có thể còn lưu giữ một số thói quen nào đó của nông dân. Chẳng hạn đi đâu thì luôn luôn sợ nhỡ tàu, nhỡ xe. Chẳng hạn rất quý hạt thóc, hạt gạo, dù có no đến căng mề, cũng không muốn đổ bỏ cơm thừa, thức ăn thừa. Nhưng dù sao, tôi cũng sinh ra ở thành phố lớn, lớn lên ở thành phố lớn, công tác ở thành phố lớn, nên không tiện nhận mình là nông dân. Thực ra, nhận mình là nông dân thì có vẻ chất phác. Hơn nữa, ít phải chịu trách nhiệm về một số sự việc. Tôi là thị dân. Không đúng, từ tuổi thiếu niên, tôi đã tham gia công tác cách mạng. Hầu như, tôi có thể nói rằng, xưa nay tôi chưa từng sống một cuộc sống thường ngày của thị dân. Có một dạo, tôi thậm chí suy nghĩ mình tự nhận là cán bộ cho rồi. Tháng 3 năm 1949, khi mới 14 tuổi rưỡi, tôi đã chính thức là cán bộ, đảm nhiệm nhiều chức vụ lớn nhỏ, thậm chí hồi lao động để rèn luyện ở nông thôn Tân Cương, tôi còn làm đại đội phó của công xã nhân dân. Đến nay, vẫn có tư cách là cán bộ nhà nước. Nhận mình là cán bộ chẳng có vấn đề gì. Tuy hiện nay một số văn nghệ sĩ không thích danh từ cán bộ, còn tôi thì phải thật thà nhận mình là cán bộ. Tôi có tâm lý và thói quen của một loại cán bộ. Ưu điểm là biết suy nghĩ tới đại cục, khuyết điểm là thích làm thầy người ta và thích ôm những việc không đâu. Hơn nữa, làm cán bộ không phải để kiếm miếng ăn, không phải để được thăng quan, không phải vì muốn có đặc quyền, mà là vì lý tưởng cách mạng, vì nhân dân, vì muốn tìm hiểu những nỗi khổ của dân. Nhưng nói như thế cũng không thật đúng. Tính lại thời gian từ năm 1948, trước khi lập nước, tôi vào Đảng và tham gia công tác cách mạng, tới nay đã hơn nửa thế kỷ. Trong số thời gian ấy, nhận chức cụ thể khoảng 12 năm, 40 năm còn lại, hoặc đi học 2 năm, hoặc lao động chân tay 13 năm, hoặc sáng tác chuyên nghiệp 12 năm, hoặc lui về tuyến sau 13 năm, hoặc chịu sự thẩm tra 2 năm. Như vậy cũng khó nói, đời cán bộ xuyên suốt đời tôi. Mùa thu năm 19 tuổi, tôi bắt tay viết bản thảo lần đầu chuyện dài Tuổi xuân muôn năm. Tới nay thời gian đã trôi qua 48 năm. Có lẽ có thể nói tôi là người sáng tác chăng? Nhưng trong 48 năm ấy, có đến hơn 20 năm tôi chẳng những không thể sáng tác mà cũng chẳng có tâm thái sáng tác, dù chỉ tự nhủ sau này sẽ sáng tác. Tâm thái của tôi lúc đó là tự nhủ sau này không sáng tác nữa. Và chăng nếu tự nhận là người sáng tác thì Giả Bình Ao cũng như vậy. Ở đây nói tôi là gì gì không phải để chỉ sáng tác, mà để chỉ một tư cách xã hội, tư cách tiền sáng tác. Huống hồ xưa nay tôi cho rằng sáng tác chỉ là hoạt động nghiệp dư của loài người. Điều tôi muốn thảo luận ở đây là tư cách xã hội, vai trò vốn có của người sáng tác. Bỗng nhiên tôi tỉnh ngộ, đặc điểm lớn nhất của tôi, tư cách đi suốt cuộc đời tôi, không phải là gì khác mà chính là học trò. Tôi là học trò. Tuy lý lịch học tập chính thức của tôi chỉ có học năm thứ nhất trung học phổ thông, nhưng tôi chưa hề ngừng học bao giờ. Tôi đọc sách, tôi bổ sung cho mình kiến thức về mọi mặt. Tôi càng chú ý học tập trong cuộc sống. Mỗi người đều là thầy giáo của tôi, mỗi địa phương đều là lớp học của tôi, mỗi một quãng thời gian đều là học kỳ của tôi. Trong tờ khai lý lịch cán bộ của tôi,
tôi điền vào mục xuất thân của cá nhân chính là hai chữ học sinh. Sau khi nghĩ kỹ và thấy rõ mình là học trò, tôi mới vui mừng biết chừng nào. Đó không những là một loại tư cách mà còn là thế giới quan, nhân sinh quan, tính cách và một phần tình cảm của tôi. Một phần rất quan trọng và được làm nên một cách hữu cơ. Tôi coi đời người là một quá trình học tập. Nó không trống rỗng, suy đồi, tắt lịm và vô nghĩa. Nó là mục đích có sự quan tâm, có hứng thú, có thành tích, có ý nghĩa. Là học trò thì ngày nào cũng có bước tiến, ngày nào cũng có ích nhờ học tập. Nó không bao giờ cho mình là tinh anh, tự thổi phồng mình, không bao giờ là chúa cứu thế, đứng ở trên cao, không phải loại siêu nhân, loại bá chủ mà thà thấp nhỏ còn hơn. Tôi tình nguyện bắt đầu từ làm học trò trở đi, bắt đầu từ học tập suy nghĩ, thực nghiệm, khảo sát, phán đoán. Nó tuyệt đối không độc đoán chuyên quyền, không phải là kẻ nào thuận theo ta thì vượng, kẻ nào làm trái ý ta thì tiêu vong, mà là như thiết như tha, như trác như ma, xuân phong hóa vũ, huệ ngã lương đa. Nó không tự cho mình là người sáng tạo, quên mất nguồn gốc của sự việc, vì thế cũng không chửi đổ tất cả theo kiểu bùng nổ và đầy ý đối nghịch, mà tôn trọng lịch sử, tôn trọng tiên hiền, tôn trọng học vấn và cách suy nghĩ khác nhau, tiếp thu mọi thành quả, dù mới dù cũ, nhưng hợp lý, có thái độ thân thiện với đồng nghiệp và mọi người. Nó là sự thể hiện phẩm chất văn hóa có tính xây dựng. Nó luôn cố gắng tiếp thu, học hỏi, phát minh, phát hiện tri thức mới, quan điểm mới, góc độ mới. Nó tôn trọng lý tính, tôn trọng trí tuệ, tôn trọng cuộc sống, tôn trọng thực tiễn và văn minh. Tiền đề của nó là trân trọng và tôn trọng, chứ không phải vứt bỏ và áp đảo. Nó cho rằng người nào cũng học được, người nào cũng có quyền và có khả năng học tập. Đồng thời, bất kỳ người nào cũng không thể là chân lý cuối cùng và lũng đoạn chân lý. Nó không thừa nhận người đang sống trở thành thượng đế vạn năng, thành giáo chủ duy nhất, cũng không dễ dãi cho rằng ai không cùng môn phái với mình thì đều là đồ tà ác, đồ dị giáo và ma quỷ. Nó đối xử dân chủ và bình đẳng với mọi người. Nó còn không biết mệt mỏi là gì, không biết tự mãn, tự cho đã đầy đủ là gì, không hề biết cái già sắp đến. Rất đáng tiếc là tôi chưa hoàn toàn làm được như thế, song tuy chưa được như thế, nhưng lòng tôi luôn hướng về nó. Tôi mãi mãi chưa thể gọi được là một học trò đúng quy cách, nhưng chí ít tôi cũng biết rằng làm học trò thì thật hay. Trí tuệ số 1 và nguyên bản số 1 của nhân sinh. Tôi vui lòng đặc biệt nhấn mạnh và thảo luận về tính tuyệt đối của học tập. Đối với tôi, học tập là một khái niệm tuyệt đối. Vì sao lại bảo học tập là tuyệt đối? Thứ nhất, vì học tập là vô điều kiện. Bất kể điều kiện nào cũng học tập được. Có sách thì học được, mà không có sách vẫn học được như thường. Lúc khỏe thì học, lúc nằm trên giường bệnh cũng học được. Mọi thể nghiệm và kinh nghiệm đều do học mà có. Thể nghiệm mới, kinh nghiệm mới đương nhiên là nhờ học. Sự lặp lại thể nghiệm cũng là một cách học. Ôn cũ mà biết mới, vì trong tất cả những cái cũ đều có trời đất mới, khả năng mới, cảm giác mới mà ta chưa từng phát hiện, bởi vì ta không thể hai lần bước xuống cùng một dòng sông. Thứ hai, vì học tập đi suốt từ đầu chí cuối cùng trời cuối đất, bắt đầu cùng với sinh mệnh và kết thúc cùng với sinh mệnh. Thời gian học tập mỗi ngày của một người là 24 giờ, thời gian học tập mỗi tuần là 7 ngày, không có ngày giờ nghỉ ngơi, thậm chí trong giấc mơ ta vẫn còn hồi tưởng, ôn tập, suy nghĩ, ấp ủ, đau khổ. Tất cả những cõi mộng và không vào cõi mộng, tất cả những kinh nghiệm ngủ ngọt ngào và cay đắng, bình yên và trằn trọc, thỏa mãn và khổ sở đều là một phần của thể nghiệm đời người, đều có thể gợi ý cho ta về đời người, đều yêu cầu ta phải sáng suốt hơn, cởi mở hơn, cao thượng hơn, thuần thục hơn, thân và tâm lành mạnh hơn, đều yêu cầu ta
phải có cảnh giới nhân sinh cao hơn, mà cảnh giới đó thì không thể một bước là tới, không hề trải qua học tập. Thứ ba, vì học tập là bản lĩnh thực sự của một con người, là đặc điểm số 1, sở trường số 1, trí tuệ số 1, bản nguyên số 1 của con người. Mọi thứ khác đều là kết quả của học tập, ơn huệ của học tập. Một người cũng như một quần thể, suy cho cùng phải có thực lực, mà thực lực thì hầu hết có từ học tập. Cần phải học mới có bản lĩnh, cần phải học mới có tu dưỡng đạo đức, cần phải học mới có tri thức. Phải học thì có mưu trí và phản ứng linh hoạt, muốn cống hiến, muốn hy sinh đều phải học. Muốn hưởng thụ cuộc sống, muốn nâng cao chất lượng sống của mình đều cần học tập. Thân và tâm được lành mạnh nhờ học mà biết phương thức sống lành mạnh, đặc biệt là mô thức hoạt động tâm lý lành mạnh. Do vậy, chính là kết quả của học tập. Tính tuyệt đối của học tập và tính số 1 của học tập không hề tách rời nhau. Thứ tư, vì học tập không bao giờ có ngày kết thúc. Mọi sự học tập, mọi sự giảng dạy đều có thời gian địa điểm riêng. Mỗi chương trình giảng dạy đều có tính mục đích, tính cụ thể, sức sống cùng tính giới hạn. Mọi tri thức và phán đoán đều không vĩnh viễn và vô điều kiện. Mọi trải nghiệm của con người một mặt là chân thực và rõ ràng. Tôi không chỉ chủ trương đời người như giấc mộng, vì thế có thể nắm vững một cách xác định, mặt khác lại là nhất thời, ở một nơi và ở một việc. Vị tất chúng ta có thể tiêu biểu cho mọi thời, mọi chỗ, mọi việc. Hơn nữa, chúng đang trở thành quá khứ, trở thành ngày xưa, chỉ chậm hoặc nhanh mà thôi. Người ta không thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông, có nghĩa là ta mãi mãi phải đối mặt với vấn đề mới, không bao giờ có sẵn đáp án 100%. Phán đoán và tri thức của ta đều do tính cụ thể của học tập mà trở nên có sức sống. Song cũng vì tính cụ thể đó mà không thể sống lâu trăm tuổi, chỉ vất vả một lần là thảnh thơi mãi được. Triết học đương đại phương Tây chủ trương, đặc điểm của khoa học ở chỗ nó có thể bị chứng minh là giả, chứ không phải ở chỗ nó được chứng thực. Kiến giải này quả thật rất cao minh, bởi vì mọi quy tắc khoa học đều thông qua rất nhiều lần thực nghiệm, thí nghiệm. Thí nghiệm hàng trăm vạn lần đều có cùng một kết quả như nhau, thì về lý thuyết vẫn không thể đảm bảo lần thực nghiệm, thí nghiệm thứ 1.001 lần không phát hiện tình hình mới, số liệu mới, tức khả năng chứng minh kết luận vốn có là giả. Đó chính là tính chất đặc biệt của khoa học. Còn như chẳng hạn một số mệnh đề thần học thì không cách gì chứng minh là đúng, cũng không cách gì chứng minh là không đúng, bởi vậy mà không thuộc nhóm phạm trù khoa học. Lối suy nghĩ đó có thể gợi ý cho chúng ta nhận thức về một đặc điểm, một phẩm chất của khoa học và chân lý, tìm tòi và nhìn thẳng vào thiếu sót của mọi thứ đã có, tìm tòi một cách để phá kết luận đã có, dốc sức vào tự phê bình để có thể tự hoàn thiện, mãi mãi đặt mình vào quá khứ học tập, tuyệt đối không nên cho rằng chân lý đã đủ dùng, đã đến hồi chung cuộc. Cách nghĩ đó sẽ mở rộng rất nhiều tầm nhìn của chúng ta, xóa bỏ sự tự mãn, tự cho là đủ và giữ khư khư những thiếu sót của chúng ta, dẫn chúng ta bước vào một giai đoạn cảnh giới mới của việc cầu học, cầu hiểu biết. Cuối cùng, học tập là bao hàm tất cả. Sống là học, học là sống. Học tập chính là tính cách tự nhận biết, phát huy và tự khống chế, tự hoàn thiện tính cách đều nhờ học tập. Học tập là thành tựu, thành tựu là học tập. Những gì học được ắt xây nên thành tựu, hoặc chí ít cũng giúp cho việc giành được thành tựu. Bản thân việc ấy đã là một sự học hoặc thực hành cực hay. Khi đã giành được thành tựu bước đầu và nhận thức được rằng như thế vẫn chưa đủ, cần phải giành tiếp thành tựu lớn hơn nữa, đương nhiên việc đó càng là một sự học. Phản tỉnh sau khi sai lầm, cố gắng bù đắp sau khi phản tỉnh, biết chờ đợi trong tình thế chưa thể bù đắp nổi, biết trấn tĩnh ung dung trong tình huống xấu nhất, dù nhục dù vinh cũng không kinh hãi,
Cách học như thế thì ngay cả đến nghiên cứu sau tiến sĩ cũng chưa chắc đã tới được mức ấy. Điều quan trọng hơn đó là thực tiễn tức học tập, nhận thức tức học tập, suy nghĩ tức học tập. Nói trên phương diện ý nghĩa của nhận thức luận, mọi sự thực tiễn đều là một phần không thể thiếu của quá trình nhận thức, vì thế mà cũng là học tập. Phàm những ai nắm vững hoạt động thực tiễn xã hội của mình xuất phát từ ý nghĩa của nhận thức luận thì đều là người có tâm, biết cách học, nói cách khác, tức là người có tư tưởng, biết cách giành lấy tri thức, nắm bắt được nhận thức từ thực tiễn, biết cách làm cho những hoạt động trực quan cụ thể, vụn vặt thăng hoa thành cảnh giới tư tưởng. Người đó chẳng phải là nhà tư tưởng hay sao? Không nên cho rằng chỉ đọc một vài quyển sách mới được dịch rồi làm ra có vẻ có tư tưởng lớn thì là có tư tưởng. Càng không nên cho rằng chỉ có được sinh vào năm tháng đặc định nào đó, phù hợp với số tử vi nào đó thì mới có tư tưởng. Lẽ nào tiếp thu tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc và phương pháp trong thực tiễn thì không phải là tư tưởng hay sao? Người nào có thể đạt được trí tuệ sáng suốt trong biển sâu của cuộc đời mới là người có tư tưởng. Chí ít, chúng ta cũng nên coi trọng những ai biết cách khái quát kinh nghiệm và cảm thụ rồi làm cho chúng ta thăng hoa thành tư tưởng. Thực ra, ta chỉ cần học sâu một chút thì sẽ đột phá được tầng thuộc lòng nhớ kỹ để bước vào tư tưởng. Phân tích khái quát, liên tưởng, gợi mở, tìm tòi, đặt giả thiết đều là tư tưởng, chí ít thì cũng là bước đầu của tư tưởng. Đôi khi chúng ta khen một người nào đó có tư tưởng hoặc bảo người đó có tâm thì tức là bảo người đó biết cách suy nghĩ, phán đoán, phân tích, tổng kết, tìm tòi và tổng hợp từ thực tiễn. Tư tưởng của một người là cái đáng được khen ngợi nhất, là điều bảo đảm cho trí tuệ sáng suốt, dụng tâm trong sáng, sâu sắc và thực lực, là sự trừ bỏ ngu muội, mê tín, vô tri vô năng, hồ đồ và nông cạn, học vô bờ, suy nghĩ vô bờ và niềm vui cũng vô bờ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe bài viết này, chắc hẳn chúng ta cũng cảm nhận được tinh thần học trò. Cùng bạn đọc sách cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.